Ở cái bài học ngày hôm nay các bạn cần nắm được cái nội dung thứ nhất là các vấn đề truyền thông rất là quan trọng đối với sự thành công tổ chức vì vậy khi truyền thông các bạn cần phải chú ý đến nhiều nhiều vấn đề thông tin thì có nhiều dạng khác nhau và các biểu mẫu và thống kê thường đa dạng về cách thức biểu hiện chúng ta vừa rồi tìm hiểu rất nhiều về về các biểu mẫu rồi đúng không ạ biểu mẫu rồi cuối cùng là các cái dạng biểu đồ đồ thị được sử dụng trong báo cáo truyền thông thì một cái bài tập thực hành các bạn các bạn có thể về nhà các bạn để tự vẽ các cái biểu đồ hoặc cái đồ thị các bạn tự đưa ra các cái data dữ ở vào các bạn tự vẽ bởi vì các cái biểu đồ đồ thị này thường được sử dụng rất là nhiều khi các bạn tiến hành vào công việc thực tế trong cuộc sống đến đây là kết thúc bài học xin chúc các bạn một buổi học thành công